xin chào cả nhà nha. Hôm nay trở lại kênh của mình nữa. Thì hôm nay mình đi đám cưới. Mà đám cưới cái này dòng họ nha cả nhà. Dòng họ mà ở xa, mình thử ra anh em mới mướn xe đi cho đỡ cái vụ mà công an nó phạt. Nó là để phỏng vấn cái ông này coi làm sao đây. Sao mà anh mướn xe anh đi lượm? À bữa giờ đi đám tiệc có rượu chè không dám đi xe máy đâu. Vậy đó hả? Rồi mướn xe đi cho chắc ăn. Để nó phạt cái là mấy triệu? 7 triệu rưỡi. Còn mình mướn chiếc xe này ngựa nhiêu? Ngựa 100 ngàn. Ngựa 100 ngàn nha, đi về luôn hả gì? Ừ. Đó, thấy có lợi mình làm nha. Đó, giờ xe tới rồi đó. Mướn xe tỷ mấy. Đây xe tới luôn anh em ơi. Đúng mà giờ đi anh em đi nhậu, giờ đi xe về chắc ăn không? Có sợ công an phạt nha. Còn chiếc xe đó ai đi? Bên nào? Bên ngoài. Có tài xế rước luôn. Lên. Đủ rồi đó mình. Anh đi luôn ảnh rồi. Cấp đi thì đẹp đẽ gì nè, lúc về không biết sao nghe. Đó. Ai cũng ngon lạnh hết. Xuất phát. Giờ đi đám dỗ đi đám cưới ở xa là mình phải mướn xe gì đi chắc cứu nha cả nhà. Thì mình đi xe con lỡ phạt 7-8 triệu là mệt lắm. Người con 100 ngàn đi đưa về luôn. Có gì nữa liên hệ xe này nha. Thoải mái. Nữa đưa số logo lên luôn. Đưa số của mình lên đi. Chút xuống dưới bác Mỹ chữ cào bản tài du ký luôn à. Ủa Văn Hùng cũng đi xe nữa đó. Hùng đi trước rồi. Đi trước hả? Đi trước rồi. Nào đầu góp tiền rồi thấy không? Đó, người 100 ngàn. 600. Chờ cho tài xế luôn. Đâu đi 500, chờ 100, còn 400 chứ. Chờ đi xe. Rồi chuẩn bị sửa soạn tiền bạc đồ này kia thiệp bọng nè với đồ vô nè. Dạ cảm ơn. Vâng, để tiếp tục chương trình với ca khúc Đám Cưới Miền Tây, xin mời Dũng ạ.
của nữ ca sĩ Cô Dâu. Có cái em không? Quay nó mới nhảy xuống. Giơ tay lên cổ vũ anh Bảy. Cái này là ấy thôi ha. Này mới dạo thôi. Mới dạo à. Này mới dạo. Ở quê mà bà con cũng xúm xích vui vẻ lắm nghe cả nhà. À. Đám cưới mà. Thấy thay đổi một không khí cho pha cái bản giấc chưa mình với ta bản nhậu. Vỗ tay anh em ơi. Quá dễ thương. Thằng sáng kia đòn đi ngon.
karaoke, 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 đi hát karaoke, xong vui mình ra đứng đường. Nhậu anh thằng này anh ta mình chơi chơi xe, còn có quán rượu là mình còn nhậu xe. Oh!
Cảm ơn các bạn cho bạn hôm nay. Giờ mời người đẹp lên cái anh mà. Em nghĩ cho bụng này không nên chồng xích tự nhiên đi trời ơi cầm cái cây nước bản múa cho giữ mì yêu tinh ngồi đây không thấy. Trời ơi chạy cây tự thân. Em tâm trạng mạng thương em đó. Tôi ngồi không hết cây rồi. Anh đợi quá, nãy giờ không quá gì chơi. Máy bấm thì ca với MC vài cây. Sao bài này đúng là giới gian chuẩn bị. Mời người đẹp ngang. Nhanh. Dạ những lời giới gian nào. Cảm ơn mình vào. Kết quả đi. Thank you.
Ta ngồi đi nhậu cái chúng thôi, rồi mai thức dẫn cùng nhau mới
bưng đồ xuống dọn đồ về quê sáu ơi, dọn đồ về quê sáu ơi, về quê sáu ơi. Cái này ngày mai lên YouTube Long Nguyễn Vlog. Lâu lâu rồi mới thấy cái bằng diện sâu hay ghê, chiều nay làm sao cũng thắng rằng trời hết máy rồi chắc chưa rồi. Rồi cái này xong đó anh em lên xe về nha. À dạ bây giờ bèo nhèo quá đó đó, ai nghĩ là bây giờ anh em mình vậy nè. À à đó thì video của Đồng Nguyễn hôm nay đi đám ở miệt vườn anh em thì đến đây cũng xin tạm dừng nha. Đồng Nguyễn xin chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, rất mong cả nhà nhớ đăng ký một lượt, đăng ký một lượt like cho Đồng Nguyễn nha. Thì xin chào cả nhà. Quá kéo rồi.